Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu họa cây cảnh bonsai của toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang chia sẻ ở triển lãm Tiên Lãng Hải Phòng quý vị nhé. Thì cái quang cảnh của triển lãm Tiên Lãng Hải Phòng quý vị nhìn ngắm. Một cái triển lãm quy tụ rất nhiều những cây bonsai từ nhỏ đến vừa đến to. Và đặc biệt là những cái cây đặc trưng của Tiên Lãng, những cây cổ, những cây có cái giá trị cao, giá trị về mặt kinh tế cũng như giá trị về mặt thẩm mỹ, và ngoài ra còn cái giá trị về mặt thời gian. Thì kính thưa quý vị, là Sai Đức Huy muốn chia sẻ cho quý vị được ngắm cái tác phẩm Cổ Lão Nghinh Phong Dưỡng Tôn Tử. Thì đây là cái tác phẩm của anh Hoàng Sơn Hải quý vị nhé. Đây quý vị này, một cái tên rất dài, Cổ Lão Nghinh Phong Dưỡng Tôn Tử. Thì kính thưa quý vị, là đây là một cái tác phẩm cây xanh dáng siêu và có cấu trúc theo như chủ nhân đặt tên thì là Tôn Tử, thì tức là có cả con cả cháu quý vị ạ, Dưỡng Tôn Tử. Đây quý vị này, thì để khám phá xem là con đâu mà cháu đâu. Đây quý vị này, một người cha, một cái cha che chở cho người con. Đây, che chở cho người con. Thế và cái chắc là cái phần lưng này quý vị ạ, lưng này là cháu quý vị ạ, bồng cháu, ông bồng cháu và che chở con. Thì Cổ Lão Nghinh Phong Dưỡng Tôn Tử, một cây xanh già cổ. Và quý vị cảm nhận được cái nét già của cây, những cái nét nghệ thuật, cái nét nghệ thuật. Đây cái điểm cái đường thân này quý vị này, cái nét kỳ dị rất là cao, cái nét khó, cái điểm co lắc đặc biệt của tác phẩm. Đây là cái tác phẩm mang cái yếu tố nghệ thuật. Ngoài cái yếu tố nghệ thuật thì còn cái yếu tố nhân văn ở trong tác phẩm. Yếu tố nhân văn rất đậm, in đậm trong tác phẩm. Thì cái tên tác phẩm thì cũng nói lên cái yếu tố đó quý vị ạ. Cổ Lão Nghinh Phong Dưỡng Tôn Tử. Và quý vị cảm nhận những cái nét, cái tem cây, nét già, cái nét quý của tác phẩm, những cái điểm chun sụn, những cái nét thời gian mốc trắng từ gốc lên đến ngọn quý vị này. Cái bộ râm tác phẩm thì thưa quý vị là bộ râm thì đang bông đầy đủ hết rồi, nhưng mà theo thời gian thì sẽ làm bông được dày dặn và đầy hơn. Nhưng mà ghi nhận là một cái tác phẩm có những cái nét già, nét cổ, cây rất già nếu quý vị. Bóng dáng rất là đẹp quý vị. Đây quý vị có thể chiêm ngưỡng được mọi cái góc cạnh, mọi cái từ cái mọi cái góc nhìn để quý vị hiểu hơn về tác phẩm. Sai Đức Huy thì cứ cảm nhận thấy đẹp, có cảm xúc thì chia sẻ cho quý vị.
Thì cây cổ quý vị ạ, cây cổ thì bao giờ cũng cái yếu tố nhân văn, trong đó thì các cụ, các ông cha ta, rồi ngoài ra các anh em cũng gửi gắm vào đấy rất nhiều những cái nỗi niềm. Thì qua cây thì cũng muốn chia sẻ những cái mong ước của cuộc sống, cũng như cái răn dạy con cháu, và nhiều những cái mong ước gửi gắm qua những cái tác phẩm. Qua tác phẩm thì cũng nói lên cái khát vọng cuộc sống, cái khát vọng mong ước hạnh phúc ấm no. Kính thưa quý vị, là triển lãm thì còn rất nhiều những cái tác phẩm có giá trị cao nữa quý vị nhé. Đây quý vị nhìn ngắm lại một cái khung cảnh một lần nữa. Một cái sân chơi cô đọng, nhưng cũng đầy đủ hết những cái tác phẩm từ lớn đến bé quý vị nhé. Thì kính thưa quý vị, là bà xã Đức Huy vừa gửi tới cái thước phim tác phẩm Cổ Lão Nghinh Phong Dưỡng Tôn Tử và một số cái quang cảnh ở triển lãm Tiên Lãng quý vị nhé. Bà xã Đức Huy đến đây xin phép được tạm dừng video ở đây. Bà xã Đức Huy xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.